Từ năm học tới, Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các trường học tổ chức dạy trực tuyến kết hợp với trực tiếp và giờ học trực tuyến có thể lên đến 35%. Thành phố xác định đây cũng là giải pháp góp phần giảm áp lực trường lớp, đảm bảo tăng số học sinh được học 2 buổi một ngày theo chương trình giáo dục phổ thông, trong đó nâng cao năng lực tin học cho học sinh. Nhiều trường học đang nỗ lực nâng cấp phòng máy tính, trang thiết bị để nâng cao trình độ về đội ngũ giáo viên. Đơn cử, quận Gò Vấp đang lên phương án 1 tuần 3 ngày học trực tiếp trên lớp, còn 2 ngày học trực tuyến ở nhà. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng cao năng lực tin học chuẩn quốc tế cho học sinh.